Diễm Quỳnh xin được mến chào tất cả quý vị. Như thường lệ thì chúng ta lại gặp lại nhau trong thời lượng của bản tin thời sự tổng hợp được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất. Hãy cùng nhau đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất diễn ra trong ngày và cùng nhau cập nhật những tình hình về biến động kinh tế, chính trị, xã hội ở trong nước và quốc tế quý vị nhé. Nào, ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị sẽ cùng vào nội dung chi tiết bản tin để đón xem những thông tin nổi bật trong ngày. Mưa lớn liên tiếp 4 ngày ở Trùng Khánh, khởi động phòng chống lũ cấp 3, đập Tam Hiệp tăng áp. Trùng Khánh đã xảy ra mưa lớn kéo dài 4 ngày liên tiếp, khiến mực nước của tất cả các con sông ở Trùng Khánh dâng lên nhanh chóng, một số vượt mức cảnh báo. Thành phố đã đưa ra biện pháp ứng phó khẩn phòng chống lũ lụt cấp 3 và đưa ra cảnh báo lũ xanh. Đập Tam Hiệp đối diện với áp lực ngày càng tăng. Vào ngày hôm nay, Trùng Khánh bước vào ngày thứ tư mưa liên tiếp. Nhiều khu vực tiếp tục phát tín hiệu cảnh báo màu đỏ hoặc màu vàng đối với mưa bão. Lượng mưa tối đa hàng ngày vượt quá 200mm. Do mưa lớn liên tục, mực nước của 48 con sông ở thành phố Trùng Khánh và tất cả các con sông xung quanh đã tăng vọt từ 1 đến 8 mét và một số con sông đã vượt mức cảnh báo. Nhiều thị trấn bị ngập lụt. Ở một số khu vực, lượng nước tích lũy vượt quá 2 mét, làm ngập nhiều phương tiện và nhiều ngôi nhà. Một số khu vực xảy ra thảm họa sạt lở đất đá. Theo thông tin chính thức, tính đến nay có 1 người bị thiệt mạng, 4 người mất tích và 6 người bị thương. Vào ngày hôm kia, trạm giám sát thủy văn thành phố Trùng Khánh đã đưa ra cảnh báo lũ lụt màu xanh. Trụ sở phòng chống lũ lụt thành phố Trùng Khánh và Cục Bảo vệ nước thành phố Trùng Khánh đã khởi xướng ứng phó phòng chống lũ lụt cấp 3. Dưới đây là video được cư dân mạng đăng tải. Đoạn video cho thấy mưa bão xảy ra ở Khai Châu, Trùng Khánh, con đường biến thành sông và xe cộ bị ngập nước, cây cầu đầy lỗ hổng, nước tràn ra đường và ngập nhà, nước mưa cuốn theo bùn cát trên mặt đường. Đập Tam Hiệp nằm ở hạ lưu Trùng Khánh, tất cả các con sông ở Trùng Khánh cuối cùng sẽ chảy ra sông Dương Tử, do đó lũ lụt do trận mưa lớn kéo dài ở Trùng Khánh gây ra sẽ làm tăng đáng kể áp lực đối với đập Tam Hiệp. Theo thông tin truyền thông nhà nước Trung Quốc, cho đến nay cả nước có 148 con sông đã vượt quá mức cảnh báo lũ. Lưu vực sông Châu Giang chảy qua Tây Giang và Bắc Giang đều đã xảy ra lũ lụt trong năm nay. Một số khu vực có nạn úng. Hiện tại có hơn 98.000 hồ chứa ở Trung Quốc, trong đó có hơn 94.000 là các hồ chứa nhỏ. Theo thông tin chính thức, nhiều hồ chứa đang ở các mức độ nguy hiểm khác nhau do thiếu bảo trì hiệu quả trong thời gian dài và đây là một lỗ hổng và thiếu sót nổi bật trong công tác kiểm soát lũ. Một khi đập hồ chứa bị vỡ, nó sẽ gây ra hiệu ứng domino. Nó có thể kéo theo nhiều đập ở hạ lưu vỡ từ cái này sang cái khác và gây ra một thảm họa lớn. Liên quan đến tin tức về đập Tam Hiệp, gần đây nhất đập Tam Hiệp đã mở cửa xả lũ trước thời hạn. Tổng mực nước giảm khoảng 30m xuống còn 144,99m. Mực nước đập cao tối đa 185m trên mực nước biển. Sau đó, không có thêm bất kỳ thông tin cập nhật nào từ phía chính phủ về đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp có thể trụ nổi. Lũ kỷ lục tràn vào, phải mở 11 cửa xả lũ. Vào ngày hôm nay, đỉnh lũ số 5 của sông Trường Giang bắt đầu tấn công hồ chứa Tam Hiệp. Lưu lượng lũ chảy vào hồ lên tới 83.800 mét khối trên giây, gần với mức dự tính tối đa là 86.000 mét khối trên giây. Đây cũng là đỉnh lũ lớn nhất đập Tam Hiệp gặp phải kể từ khi được xây dựng. Hiện đập Tam Hiệp đã mở 11 cửa xả lũ và lập kỷ lục mới với lưu lượng xả lên tới 49.400 mét khối trên giây. Theo trang web Thủy văn sông Trường Giang, lưu lượng chảy vào hồ chứa Tam Hiệp đã đạt đến 83.800 m3 trên giây. Lưu lượng xả lũ đạt 49.400 m3 trên giây. Cả lưu lượng chảy vào và chảy ra của hồ chứa đều lập mức kỷ lục lịch sử. Từ các video xả lũ của hồ chứa đập Tam Hiệp có thể thấy, hồ đã phải mở 11 cửa xả với lưu lượng 49.400 m3 trên giây. Đây cũng là lưu lượng xả lớn nhất kể từ khi đập Tam Hiệp được xây dựng. Ngày 15 tháng 8, đỉnh lũ số 5 của sông Trường Giang đã tới ven đô thành phố Trùng Khánh. Mực nước trong thành phố tiếp tục tăng lên. Đỉnh lũ dự kiến sẽ đến vào đêm ngày hôm nay rạng sáng ngày mai. Đoạn video dưới đây cho thấy tình cảnh Trùng Khánh hiện đang bị ngập lụt thê thảm. Theo truyền thông đại lục, đỉnh lũ của sông Trường Giang đã đổ bộ vào Trùng Khánh, gây ngập lụt nhiều danh lam thắng cảnh như Hồng Nhai Đậu, Triều Thiên Môn và Từ Khí Khẩu. Trước đó, tượng Phật Lạc Sơn nổi tiếng đã bị trận lũ làm ngập tới các ngón chân. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc này kể từ năm 1949 đến nay.
lũ lụt Trung Quốc, dân Trùng Khánh được lệnh sẵn sàng sơ tán. Người dân sống ở thành phố Trùng Khánh, thượng nguồn sông Dương Tử đang trải qua lũ lụt tồi tệ, trong đó có một khu dân cư nhận được cảnh báo sẵn sàng sơ tán. Giới chức thành phố Trùng Khánh thông báo cho khu dân cư Vịnh San Hô đề nghị người dân từ tầng 4 trở xuống sẵn sàng ứng phó để sơ tán. Trong khi đó, thành phố này phát đi cảnh báo mưa lũ đỏ, mức cao nhất trong 4 thang cảnh báo, theo China Press. Đây là lần đầu thành phố đưa ra cảnh báo này từ năm 1940. Toàn bộ 28 quận huyện thuộc thành phố đều bị ảnh hưởng, lượng mưa cao nhất lên tới 128mm, nước lũ dâng cao ở đoạn sông Trường Giang chảy qua thành phố gây ngập lan can bảo hộ ở bến cảng Hải Đường Khê, tràn lên bãi đỗ xe ở bến cảng. Chúng tôi cảnh báo sớm để kêu gọi người dân đóng gói sẵn sàng những đồ đạc quý giá, quan trọng khi cần có thể sơ tán ngay nếu nước dâng cao, Ban Quản lý khu dân cư cho biết. Sở Thủy lợi thành phố yêu cầu chúng tôi phát cảnh báo về tình hình mưa lũ năm nay rất nghiêm trọng. Những hộ dân sống ở đường Tân Giang, khu vực giáp sông Kỳ Giang là nơi trũng nhất trong thành phố, có nguy cơ bị ngập cao nhất, người này nói. Chính quyền cũng thông báo nước sông Kỳ Giang, đoạn qua sông Dương Tử chảy qua, đã dâng cao lên mức kỷ lục kể từ năm 1940. Trong khi đó, mưa lớn ở các nhánh sông thượng nguồn sông Dương Tử khiến nước đổ vào hồ chứa của đập Tam Hiệp tăng mạnh. Vừa qua, đơn vị quản lý đập Tam Hiệp đã phải cho xả lũ lần hai. Trùng Khánh nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử trước khi nước đổ vào đập Tam Hiệp. Trước đây, mực nước sông luôn ở mức thấp, nhưng với tình hình này, mưa lớn liên tục thêm 2-3 ngày nữa sẽ khiến nước dâng cao kỷ lục. Lúc này, đập Tam Hiệp sợ không chịu nổi. Người đàn ông họ Trương 60 tuổi ở Trùng Khánh nhận định nhiều tuần mưa lũ liên tiếp đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, gây thiệt hại nặng nề ở các khu vực phía Nam Trung Quốc, khiến ít nhất 106 người chết hoặc mất tích và 15 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Ở Trung Quốc, đa số hồ chứa cỡ nhỏ được xây vào năm 1960 và 1980, không đạt tiêu chuẩn xây dựng ở thời bấy giờ. Brandon Meng, nhà thủy văn học ở thành phố Thâm Quyến nói, một khi thời tiết cực đoan xảy ra, chúng rất dễ nguy hiểm. Mưa lũ năm nay đã ảnh hưởng đến 26 tỉnh và hơn 11 triệu người, hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy, thiệt hại hơn 3,6 tỷ đô la Mỹ. Trung tâm khí tượng Trung Quốc cho hay, tháng 8-9 sẽ là tháng mưa bão cao điểm, cảnh báo đi kèm gió lốc và sạt lở đất. Nước sông Bạch Thủy và Vân Nam của Trung Quốc dâng cao hơn 8 mét chỉ sau một đêm, gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Mưa lớn diễn ra liên tiếp tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, khiến mực nước sông Bạch Thủy tại đây dâng cao 8,24 mét chỉ trong một đêm, gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng. Người dân địa phương đã quay lại cảnh tượng tiêu điều do mưa lũ gây ra, trong đó ghi lại cảnh một ngôi nhà bị sập, nửa ngôi nhà bị rơi xuống sông và xe cộ bị nước lũ cuốn trôi. Vào khoảng 5 giờ sáng giờ địa phương, ông Zhu, cư trú tại làng Zhongchang, quận Yanglang, Vân Nam, đã tỉnh giấc khi nghe thấy một tiếng động lớn. Khi ông ra ngoài để kiểm tra thì thấy bùn đất bị lở cách nhà ông chừng 20 mét và đang tràn về phía nhà ông. Ông Zhu kể, tôi đã đánh thức vợ và 4 đứa cháu trai rồi chúng tôi chạy ra khỏi nhà ngay lập tức. Ngay sau đó, bùn tràn vào khắp nhà tôi, chôn vùi tất cả đồ đạc, thiết bị và đồ dùng cá nhân khác trong nhà. Ông Zhu không biết liệu có ai có thể giúp đỡ gia đình mình hay không. Ông nói, đến cuối đời tôi cũng không thể có đủ tiền để xây một ngôi nhà khác. Bây giờ tôi chỉ đang tìm cách để sống sót. Lũ lụt nghiêm trọng tại các địa phương. Hôm qua, tờ Nhật báo Nhân dân đưa tin rằng mưa lớn tiếp tục diễn ra tại các quận trong thành phố Giao Tông, bao gồm Sancheong, Yilan, Weixin và các quận khác. Từ 11 giờ đêm ngày hôm nay đến sáng ngày mai, lượng mưa đạt hơn 200mm. Bản tin cũng cảnh báo người dân địa phương rằng trong khoảng 12 giờ tới sẽ có mưa lớn hơn tại các quận thuộc thành phố Giao Tông, bao gồm Yaoyang, Lujian, Gyeongja, Shenzhen, Yijiang, Seichen, Daoguan, Yajin và Yongsan. Mưa lớn có thể gây ra việc bùn lở nhiều nơi. Đài CCTV, kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng mưa lớn làm mực nước sông Bạch Thủy dâng cao đột ngột và các tòa nhà gần sông bị ngập trong nước. Theo CCTV, trong một đêm, nước mưa tăng 8,24 mét. Ông Liu cư trú tại thị trấn Niuji ở quận Yilan cho biết, đây là trận lụt tồi tệ nhất trong 50 năm qua, tầng 1 của hầu hết các tòa nhà trong thị trấn bị ngập nước. Ông Liu cho biết rằng, ông và những người dân trong làng đang giúp nhau bảo vệ đồ đạc cá nhân, bao gồm quần áo và các thiết bị dụng cụ thường dùng. Ông Zhu,
cư trú tại thị trấn Luwang cho biết rằng nước lũ trong thị trấn của ông sâu khoảng 1 mét. Ông Yu cho biết nơi bị lụt tồi tệ nhất trong thị trấn của tôi là khu phố của đường Luwang. Nước lũ ngập khoảng 2,3 đường, các cửa hàng bị thiệt hại lớn, khoảng 20 chiếc xe ô tô đã bị cuốn trôi, máy đào đất và xe tải đã bị cuốn đi hơn 10 mét do dòng nước lũ đổ về mạnh và bùn bị lở. Ông Yu cũng cho biết thêm rằng điện và điện thoại đã bị cắt vào ngày hôm kia do trận lụt. Vào ngày hôm qua, dịch vụ điện thoại di động đã hoạt động trở lại nhưng vẫn chưa có điện. Ông Chen, cư trú tại quận Wesin, thành phố Yau Tong cho biết rằng nước sông ở Wesin chảy xiết, một cây cầu đã bị sập do hậu quả của trận lụt. Ông Chen cho biết ông và những người dân trong làng đều bị mất mùa màng, lợn và gia súc khác. Ông Chen nói Yau Tong là một thành phố nghèo, nhiều người không có điều kiện sống tốt. Giờ đây người dân bị thiệt hại nặng nề do trận lụt. Chính quyền yêu cầu chúng tôi tự cứu lấy mình, nhưng bằng cách nào tôi không có cách nào. Đây là trận lũ lụt nghiêm trọng thứ hai xảy ra tại thành phố Yau Tong trong năm nay. Vào giữa tháng 6, quận Yanjin bị ngập lụt nặng. Theo các bài đăng trên mạng xã hội, một số người từ thị trấn Pue chỉ có thể bất lực đứng nhìn những người thân của mình bị nước lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và các kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc không thông tin bất kỳ trường hợp tử vong nào. Thông tin vừa rồi cũng chính là nội dung cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi tới tất cả quý vị trong bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã lựa chọn xem tin tức trên kênh Tin Mới Nhất. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh đành phải nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.